nó rẻ như thế chị bảo xin măng là chú cá gì không? Chú cá có mất tiền không? Chưa sờ đến cái chỗ đấy. Úi giời. Chưa chưa có bắt cây không? Chắc đây đây này nó thấy như này thì để cái xe này nó mở ra chú hiểu đấy. Đấy người có nghề nói lâu ra đấy. Đấy thấy chưa? Đỉnh năm. Đỉnh cái gì? Thợ to đấy, thợ to đấy. To đến gì? 10 giờ đêm bước điện mua suối. Vâng, vâng. Đấy. Chị là thích từ mấy ngày nay rồi đấy. Làm nào làm. Chết rồi, lại mua rồi. Bảo không nghe thì cây à? Hình như là đang thích cây siêu siêu kia rồi. Đấy, rất máu nha. Anh à, nhắm cây nào đây anh? Cây đẹp thế nhỉ? Chết tiệt nha. Bao tiền anh nghệ nhân ơi? Có này 85 triệu. 85 à? Musuki đẹp nha. Trắng như ngọc trinh. Không thấy bay. Đẹp nhá, điệu cây nhá. Ngày nay mà đi triển lãm thì có vẻ sướng không? Đúng đồ chơi. Rồi làm cho tí đá đập đây nữa. Con này ấy tí nó cầm đây. Về đấy. Báo không nghe thì ăn kiêng. Đẹp. Và chị đang thích cây nào đấy mà thích cây dưới. Dưới đẹp, dưới đẹp. Dưới này thì ai chả thích nha. Hậu nào? Hậu Hải Dương. Em qua anh dưới à? Đấy. Hôm qua anh đi xuống đấy à? Ừ. Con này thì bao nhiêu anh? Cái cổ này. Con này 16 triệu. 16 triệu. Dạ nhé. Suối đẹp đây này. Suối đẹp đây này, các bạn người đẹp chỉ thích suối thôi nhỉ. Con này trông nổi lên tí. Cần thiết thì mượn một chút đá. Đá nhẹ thôi. Đẹp đấy. Bởi vì nó là một cái thủ ngày xưa mà. Cho nên là chân của nó thực sự là chưa thể có ngay được. Thế nào, chú xem tình hình thế nào nhá. Công ty nhỉ? Hả? Chị em mình công ty. Nhiều tiền quá đúng không? Công ty. Công ty. Được cổ phần hóa. Cái này thế nào, chú đánh giá thế nào? Thích. Thích. Giá tiền đúng không? Ừ đấy, quan trọng là đấy. Bây giờ mà làm thế nào nó mềm mà nhờ cả vào tài năng của chị đấy. Cho nó mềm đi xuống đấy. Tuân cứng lắm, cho nó mềm xuống. Chú tiền thấy chắc cũng phải kể cả đai cam nhà cũng phải mua luôn. Thôi thôi không xem nữa đâu. Xem. Bây giờ chỉ có giá tiền đúng không? Đấy. Giá thế nào mà phải để mua về người chơi đúng không? Đúng. Để kinh doanh thì nó lại khác. Đúng. Chị đi triển lãm nhiều nhưng mà nói để con suối mà nó bay dáng như này, con dáng nó đẹp như này. Còn cái cục lên thì đầy. Đấy, thấy chưa? Chị là cứ thích cây đẹp. Cứ thích cây đẹp thật. Chết thật. Đang bảo bán coffee phải đến 10 tấn gạo từ cây này. Nhưng mà nhà mình có hàng nghìn, nhà mình có cả nghìn tấn mà lo gì. Nhà chị có 1.000 tấn. Chị bỏ ra có bao nhiêu đâu. Đấy chứ bây giờ nhà em có mấy chục cân rồi lấy đâu ra. Nhà chú mới là nhiều tiền. Úi giời ơi. Mấy chục cân của chú là mua được cả cái khu tô này. Chết. Đấy, nó là gạo. Đây, vợ xuất ra một cái thì có chú nó là gạo gì không biết. Gạo là gạo tám. Đẹp đấy, đẹp đấy nha. Xúc động đấy. Đấy, rất điệu cây này, không nhỉ? Đấy, không có bê cây này cũng được.
Điệu, điệu, điệu. Điệu. Điệu cây, lại điệu cây. Cây. Nếu mà cây em không điệu thì lại. À. Lại này. Đấy. Đây này làm tí đá đầm theo cái tán kia nữa thì đẹp, lung linh. Dáng rất hay. Già cây. Đây là cái cốt chính. Đấy, cửa ra đấy. Đầu ra thế nào kìa? Thì thầm mùa xuân. Đứng cạnh mà không nghe thấy là bao nhiêu. Đuôi của con phôi đến vào rồi. Tiểu Tiên. Hai. Chín năm vào nhỉ? Cái nào? Xi măng. Nó rẻ gì thế chứ bỏ xi măng. Là chú cá gì em? Chú cá có mất tiền không? Chưa sờ đến cái chỗ đấy. Úi giời. Chắc đây để cái xe đấy. Đấy, người có nghề nói lâu ra đấy. Đấy, thấy chưa? Tỉnh năm. Thợ to đấy, thợ to đấy. To đến gì? 10 giờ đêm bước điện mua suối. Vâng, vâng. Đấy. Chị là thích từ mấy ngày nay rồi đấy. Làm nào làm. Đây chị cứ hỏi anh em tất cả anh em. Làm nào làm để chị. Chị rất là mê suối. Ừ, thế mới lạ. Ui giời. Lên đây. Giờ chị trèo phát lên đây mà ngắm này. Đấy. Lơi to phải lên tận lơi rồi. Từ hồi chơi cây giờ chưa gặp ai kết cây như chị này. Tiền nha. Lẩu gái là xong. Đấy. Thích thì là thích là thích rồi. Được mắt cái này được không? Mắt em nó gọi là long tử rồi. Vú vọ. Cú vọ đó, thôi. Ai, mất cú vọ thì tiền đến đây chết 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 chết. Thật ngươi. Ông này lên chân cú vây cho người ta này. Đây gọi là dành tiền mất cú vọ. Kiếm tiền giỏi mà chơi cây hay. Lại còn làm được cả cây nữa. Sợ thật. Chỉ một người phụ nữ người ta giỏi thì mới biết cách kiếm tiền thì người ta phải biết tiêu. Đúng không? Người không biết tiêu tiền thì không bao giờ kiếm được ra tiền. Đấy gọi là nghề. Không nhưng mà chị ơi, anh nhìn thấy con gái sao để anh đạt thế nhờ. Đây cho anh tán cô nào cô bà nào nuôi được thì nuôi luôn càng nhanh. Thôi, cho nuôi luôn đây. Cho nuôi luôn cho bà nào nuôi. Không trả tìm đây trả tìm nhưng mà nhưng mà sợ anh lại đi nuôi thì chết. Có được người nuôi thì ok. Em, đấy mất cả hai đấy. Chơi cả hai cây đấy. Ôi giời, ước gì đời làm cây mình gặp được người khách như thế. Bơm đấy. Lại được tiền YouTuber rồi. Em mà nổ kiểu gì cho được 5 lít. Anh không nhớ ấy ạ.
hai cây của Tuân nữa. Tuân đây gặp khách rồi, hy vọng là hôm nay là dễ là chấn động địa cầu lắm này. Đang chờ mỗi cái giao dịch để tắt video đây. Ui giời. Đấy. Vớ được cái là kìa. Ui giời, thích nhiều cây lắm nhưng mà không vớ được. Cái phiên này nhiều cây đẹp. Đấy, đang thích bên dưới này không làm gì được. Phiên này nhiều cây đẹp. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà em cũng vào đúng rồi, chết giờ rồi, nhất trí toàn cây vướng già nhất trí hôm nào phải được bắt tay cái vào nó mới phấn khởi. Đấy. Nhưng mà làm nào để chị em mình phải bắt tay được với nhau cái xuống nó phấn khởi. Hôm nào chú mời chú vào nước với cả vào chơi đó. Nhất trí. Chú vào là có quà đấy. Chị cũng được một cây rất đẹp. À, úi giời rượu à? Mê cái gì bị to đấy. Chết thật. Siêu rẻ. À, thế là phải tiểu là phải có sắc rồi đấy. Đây. À, bao nhiêu mà rẻ? Củ ba. Nguyên cái chậu mấy trăm rồi. Yêu ái nha. Yêu ái. Công nhận. Yêu ái nha. Đây đấy, Thanh Lý yêu ái. Yêu ái anh em trên sàn luôn. Bây giờ tiền cứ bảo là lừa củ ba để xem nào, cái lẩu nó gì đó. Đúng không? Em đang hơi nhiều rồi. Sùng rất đẹp. Nhưng mà mình không tư duy. Là hàng giao lưu không phải hàng chiến lược. Cây thông Noel à. Điền đấy chứ. Quê. Quê à? Quê là đẹp. À, của nghệ luyến đây đúng không? Không, của nghệ tân mua của nghệ hưởng. À. Vừa phụ chủ nhật trước nghệ hưởng đặt cho nghệ tân 3 vụ. Đây, ai thích cây nào thì liên hệ với Tuân. Xem là có nổ không để kết thúc video nào. Chị kết lắm rồi này.